Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Lời đầu tiên thì cho em xin được gửi lời chúc sức khỏe, chúc quý anh chị, chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn để trải qua cái đại dịch Covid-19 này. Hiện tại thì chỉ thị 16 của chính phủ cũng đã ban hành và hạn chế ra đường khi không thật cần thiết. Bên em thì cũng đã đóng cửa không kinh doanh. Khi mà ở Hà Nội cũng đang bắt đầu có những ca lây nhiễm ngoài cộng đồng, em ra cửa hàng để quay video cho mọi người xem, được cho mọi người ở nhà cho đỡ buồn và đỡ chán. Có thể mọi người không mua xe ngay đâu, nhưng có thể trang bị thêm được những thông tin và hiểu biết thêm về xe, cũng như là biết được mặt hàng xe cũ của bên em đang có và có thêm được nhiều thông tin về xe cũ hơn. Trước mắt mọi người em đang quay là chiếc xe Mazda 6 sản xuất năm 2017, bản 2.5 cao cấp, bản premium cao cấp nhất ạ. Sản xuất năm 2017, form mới, mẫu mới và có vô vàn những cái option ở trong cái xe phân khúc hạng D mà nó có được. Thật sự là đây là một trong số những chiếc xe trẻ trung năng động, tầm tiền vô cùng hợp lý mà lại sở hữu một chiếc sedan hạng D cực kỳ đẹp, đáng để cho tất cả quý anh chị phải trầm trồ hoặc là phải suy nghĩ đến nó trước khi bỏ tiền ra mua xe. Trên chiếc Mazda 6 bản 2.5 cao cấp, bản premium này của bên em thì được trang bị thêm rất là nhiều đồ chơi mà trên bản 2.0 hoặc là các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nó không có. Đó chính là có thêm một cái bộ lipo đây, rất là đẹp và mới á. Nhìn nó thể thao hơn rất là nhiều. Sơn của nó là màu sơn xanh Kavansai. Mọi người có thể thấy được ngay cả việc em để xe trong nhà thôi mà nó rất là bóng và đẹp như thế này. Cốp để đồ thì khá là rộng rãi. Đây là một số cái đồ em vừa tháo ra ở trên xe thôi. Xe này em mới mua nên là biển số em còn để nguyên, chưa rút gì cả. Mang biển kiểm soát Vĩnh Phúc. Nếu như quý anh chị nào ở Vĩnh Phúc thì em có thể để nguyên cái biển số này để cho quý anh chị đi luôn và không cần phải sang tên hoặc là không cần phải đổi biển số. Còn các anh chị ở tỉnh thì em sẽ rút hồ sơ cho quý anh chị nhé. Khoang nội thất này thì có lẽ là hơi tối đúng không ạ? Cái này thì cũng mong quý anh chị thông cảm nhé. Vì là xe em để trong showroom, ánh sáng nó không được tốt. Mong quý anh chị thông cảm để em có thêm động lực làm video để cho mọi người ở nhà xem cái mùa dịch này đỡ buồn và đỡ chán ạ. Chiếc xe này của em thì một chủ dụng từ đầu, còn khá là mới nên là quý anh chị có thể yên tâm, bên em bao check hãng, test hãng cho quý anh chị ạ. Ngoài ra nữa thì bên em vẫn có văn bản cam kết rõ ràng để cho quý anh chị yên tâm về mặt chất lượng khi mua xe của bên em. Khẳng định một điều, xe không đông đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản ạ. Mọi người có thể thấy được cái nội thất đây, chiếc xe này còn khá là mới đúng không ạ? Em cố gắng quay chi tiết cận cảnh để cho quý anh chị có thể cảm nhận được về chiếc xe này. Đó. Mazda 6 thì nó cạnh tranh với trực tiếp với cả các đối thủ như là Toyota Camry hay là những chiếc xe ở trong phân khúc của nó. Tầm tiền này thì mình có thể đi Civic, nhưng mà Civic thì nó là phân khúc dưới nha mọi người nhá. Civic thì nó chỉ là phân khúc hạng C thôi. Đó. Đây là chiếc sedan hạng D mà ghế của nó khá là mới, có cả nhiều ghế đây. Đầy đủ, không thiếu tính năng nào cả. Trên bản này thì được sử dụng la răng R19 to hơn và đi nó êm hơn, chắc chắn hơn rất là nhiều. Đề nổ start top, vô lăng này ạ. Hiện tại thì chiếc xe này của em chạy được 45.000 km. Đó, 45.000 km ạ. Thời điểm này có lẽ là thời điểm đáng để quý anh chị mua xe nhất. Thứ nhất là giá xe đang giảm sâu, đã rẻ hơn rất là nhiều so với trước đây rồi. Thứ hai nữa là ưu tiên về cho sức khỏe, cho gia đình mình mua một chiếc xe để đi lại, đi ngoài đường cho yên tâm, đỡ phải đi xe máy và tránh được dịch. Cũng như là khi chúng ta di chuyển đi chỗ nọ chỗ kia, nó rất là dễ dàng, nó không phải khó khăn như trước đây nữa. Nói chung là thời điểm này là một cái thời điểm mua xe cũ cũng như là xe mới cực kỳ tốt. Mua xe cũ thì cũng tiết kiệm được một khoản khá khá. So với cái thời điểm dịch này thì tiền cũng khá là quan trọng, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy thôi ạ. Bây giờ thì xin phép cho em được báo giá của chiếc xe này. Hiện tại chiếc Mazda 6 phiên bản 2.5 bản premium cao cấp nhất, sản xuất năm 2017, chạy 4 vạn km biển tỉnh, bên em đang bán với giá là 725 triệu. Và cuối cùng thì một lần nữa cho em được gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị và anh chị đang theo dõi video này. Một lời chúc bình an, may mắn, thành công và thật
hạnh phúc bên gia đình của mình. Và đặc biệt là trải qua cái đợt dịch Covid này một cách hoàn hảo nhất. Em sẽ vẫn gửi đến mọi người những cái video về ô tô trong cái đợt dịch này, nên là quý anh chị yên tâm. Mọi người nhớ ấn like video này, sau đó ấn theo dõi kênh YouTube này của em để có thể xem được nhiều video của bên em hơn và không bỏ lỡ video nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.